Tại vì mẹ mình hay đi công tác á, cho nên là mua quà về cho mình. Có giày dép với lại đồ chơi nữa. Tại đồ đắt tiền không mà. Ngưỡng mộ Nam thiệt luôn á. Nhà mình cũng có cái đồng hồ xịn, muốn nước ngoài á. Ghê vậy. Hay hôm nào cậu đem đồng hồ đến cho bọn tớ coi đi. Không mấy bữa nào á, tụi mình qua nhà Nhật Huy để coi cái đồng hồ của Nhật Huy được không? Được. Mà cái đó mình phải về xin mẹ. Thật là cậu có đồng hồ xịn không đó. Mình nói thiệt mà. Nhà mình ở khu trung tâm, ba mình làm giám đốc, mẹ mình làm chủ nhà hàng. Cho xin miếng giàu sang nè. Đúng là đại gia đích thực luôn này. Ôi nãy giờ bạn chơi bóng tay bạn dơ lắm, đừng có đụng vô người mình. Ngưỡng mộ Huy quá đi thôi. Nhìn người Huy toát lên mùi kim cương các bạn ạ. Để tớ đấm lưng rồi nha. Bạn giờ bánh giấy với mình đi, ngon lắm nè. Thôi mày đâu ăn đâu, mẹ mình dặn á, lỡ đang ở đồ ăn ở công trường lại. Vậy thôi, lần sau người ta không bán ở công trường thì mình ăn nha. Ủa Huy. Ủa. Thôi mình không ăn nha, mình đi nha. Ủa từ từ, khoan, cô ơi gọi cậu kìa. Đó là cô hàng xóm kế bên nhà mình thôi. Thôi mình đi. Ủa? Cô là hàng xóm của Huy hả cô? Ủa mà sao nhà cô ở trung tâm mà cô đi bán bánh tráng vậy? Trời ơi, anh không biết gì. Bữa nay đầy người nhà giàu đi nhặt bé trai đó. Cô, cho con xin hai cái chấm cúc rồi cô. Thôi cô cho con. Cô không sao con, tại hồi nãy dụi ớt cay mắt rồi. Không có gì đâu. Mày ghê, đàn ế mà có mấy đứa tới ủng hộ. Vậy là hôm nay cô gom đủ tiền rồi. Cô ơi cô, cho con nhiều chút nha cô, nhiều trứng cút á cô. Nhiều trứng cút luôn. Sao mà cậu tham ăn quá vậy? Tại vì mình ăn chua đã không mà. Có
con á, con ước gì con là con của cô, để ngày nào con cũng được ăn bánh tráng mà không phải trả tiền ấy. Thôi bây giờ các bạn cứ ăn thoải mái đi, hôm nay tớ bao. Cô ơi, cho con 10 phần bánh tráng nữa. Các bạn ăn nhiều vậy? Cậu ba mà. Cho con trả tiền. À, con cảm ơn. Nè, dạ. Của bạn nè. Cảm ơn. À, con trai. Dạ. Đồng hồ để con mua nhiêu đẹp vậy? Cô bị sao vậy cô? Cô không sao đâu. Hình như là cô bị say nắng rồi thì phải. Cô uống sữa đi cô. Cô đã dậy nấu rồi, cô uống rồi. Đây đây, cô uống sữa đi cho khỏe này. Cảm ơn tụi con nhiều lắm nha. Nhờ có tụi con á, đưa cô về đây. Cô nghỉ chút vậy mà cô khỏe lắm rồi. Chứ nếu mà không gặp tụi con ngoài đường chứ, cô không biết cô làm sao nữa. Tại vì cô làm việc quá nhiều á nên là cô mới ngất á. Cô nghỉ một xíu là sẽ khỏe ngay à. Trời đất ơi, nói chuyện y như là người lớn vậy đó. Con cái nhà ai mà thấy ghét quá vậy con? Dạ con là con của ba mẹ con. Ai mà không là con của ba mẹ? Em gái của con cô, nó thông minh y chang con luôn. Trời ơi, ghét ghê chưa. Thôi à, tụi con ở đây chơi ha. Cô xin phép cô về. Con có đi về làm gì? Con còn nguyên gánh lần con. Trời ơi, tưởng cái gì? Để Chấp Chấp mua hết lại, con đừng có lo lắm. Thôi nhưng mà kỳ lắm con. Không có liên tục gì đâu mà con rảnh lắm cô ơi. Cô cứ ở đây chơi đi. Cô, để lát nữa con về em con đưa cô về. Thôi thôi được rồi, cô tự về được. Cô khỏe rồi, cô khỏe rồi, không sao đâu nha. Ôi, con không an tâm đâu, con đâu có thể nào mang con bỏ chợ đâu cô. Cô cứ ở đây mà chơi nha cô. Mà con có cái chuyện này con hỏi cô, không phải thì thôi nha cô. Cô mồ côi đúng không cô? Chứ nãy giờ cô ngồi đây con không thấy ai gọi cho cô luôn á. Không. Mà cô cũng không có gọi cho ai hết. Mồ côi đúng không, không cô? Không có, cô có gia đình đàng hoàng. Có gia đình mà gia đình bỏ rơi đúng không cô? Không phải. Chứ nãy giờ. Ôi, sao đúng lúc quá vậy? Biết ai đây không? Cô hàng xóm nhà Huy chứ ai? Trời ơi, kể cho Huy nghe một cái chuyện lâm ly bi đát vô cùng luôn. Đó chính là bọn mình thấy cô ở ngoài ngất xỉu ra ngoài đường luôn á. May tự nhiên bọn tớ chạy tới, không xém tí nữa mà cô đã ấn nút đăng xuất khỏi trái đất này rồi, bay lên thiên đàng rồi còn đâu nữa. Hèn ghê luôn á. Mà thôi, bây giờ đến đây rồi thì bây giờ bọn mình với Huy đưa cô về nha. Mẹ không có sao đâu con. Mẹ rất là khỏe luôn á. Tại vì mẹ hơi mệt chút xíu à. Nhờ có các bạn đưa mẹ về mẹ khỏe lắm rồi. Tại mẹ ráng bán cho hết cái gánh đó đó. Để mẹ kiếm tiền nè. Để mẹ mua sữa. Mẹ sưu tập những cái thẻ Queen á. Mẹ đổi đồng hồ mới, đồng hồ đẹp cho con. Giống như đồng hồ của bạn vậy đó. Con xin lỗi mẹ. Con có cần được đâu xịn giống như mấy bạn. Cô chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi. Mẹ nhớ mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ tha lỗi cho con nha. Con trai nghe mẹ nói nè. Hờ quá. Mẹ không sao hết trơn á. Mẹ khỏe mà.
Đừng lo cho mẹ. À, cô khỏe, cô không sao hết á. Bệnh có chút xíu thôi à. Tức là ai mà không bệnh, đúng không mấy đứa? Rồi, bây giờ cô khỏe rồi. À, cô về nha. Cô về nha. Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. À, rảnh lại là cô cho bánh tráng ăn nha. Ủa, alo. Là sao? Không hiểu gì. Thì là mẹ có Huy chứ sao? Ủa, sao tự nhiên đang từ hàng xóm rồi thành mẹ? À, hiểu rồi. Nhưng mà Huy đối xử với mẹ như vậy là không được. Chấp chấp. Một lúc nào đó cậu phải đi nói chuyện đàng hoàng tử tế với Huy đi. Chứ không một ngày mà để tớ ra tay thì tớ công chuyện với tớ. Được rồi, để tớ nói cho. Nãy giờ bạn bị quá tự nhiên thấy đói ghê luôn á. Em đi qua nhà ai cũng đòi ăn, không thấy xấu hổ à thơ? Đói thì kêu đói chứ bỏ gì. Thôi, mình biết rồi, để mình lấy đồ ăn cho. Chết chết, đứa là dẫn lượt. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Cái gì Tôn ơi, Tôn ơi, Tôn ơi. Ba ơi, ba phải. Ba là người đẹp trai này, giàu có này, tài giỏi này và tốt bụng nhất vũ trụ ông ba. Những điều con nói ba đều có hết á. Nhưng mà cái tốt bụng để coi lại nghe. Nhưng mà con đã lỡ nói với các bạn, ba là người rất tốt bụng và con tin điều đó. Nhưng mà ba không thể nào trở thành người tốt được. Không được, trong lớp của con có một bạn rất là khó khăn. Con đã hứa ba sẽ giúp đỡ bạn ấy. Bây giờ nếu ba không là người tốt thì con sẽ rất là quê. Thôi được rồi, nín đi. Để mai ba tính. Mai tính có nghĩa là chốt đơn, không bơm hàng. Ta mà bơm hàng, ta sẽ ban hồn. Được, ta sẽ chốt đơn. Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay thì chị sẽ thay đổi một chút xíu là chị sẽ cho Duy Anh giới thiệu về chủ đề. Chủ đề ngày hôm nay là gì hả Duy Anh? Chủ đề ngày hôm nay nói về đừng tự ti với hoàn cảnh của mình. Đừng tự ti, chị là một người rất là hay tự ti với hoàn cảnh. Còn anh Tiểu Thúi? Ủa, anh thấy chị Thơ rất là tự tin với hoàn cảnh của chị ấy luôn. Chị ấy luôn khoe mọi người là có một hoàn cảnh khó khăn này, xong rồi nghèo khổ đấy. Nhưng mà chị Thơ đã vượt khó như thế nào? Đó là bây giờ thôi, chứ ngày xưa thì khác đúng không? Anh cũng vậy, tại vì anh cũng... Ủa, ngày xưa nhà anh có gì đâu? Nhà anh Tiểu Thúi buôn bán kinh doanh này cũng khá là có tiền á. Không. Cũng tùy từng giai đoạn ấy, có lúc nhà anh cũng nghèo lắm. Thế cho nên là có một thời gian ấy thì anh cũng khá là tự ti với bạn bè về gia cảnh của mình. Mà về đặc biệt là cũng về những cái gọi là khả năng của mình, về ngoại hình của mình nữa. Có rất là nhiều đúng cái không, để mà tự ti mà. Anh nên tự ti về ngoại hình của anh. Anh nên tự ti về ngoại hình của anh. Đến bây giờ thì anh vẫn còn khá là tự ti về ngoại hình của mình luôn. Nên. Ủa? Không động viên mà lại còn thêm nỗi đau cho anh luôn. Động viên anh một câu có được không? Động viên anh đúng không? Thôi kệ, chấp nhận cái ngoại hình này đi. Tại vì cũng anh có sửa cỡ mấy thì cũng không đẹp nổi đâu. Đen thôi, đỏ quên đi. Đen thôi, đỏ thì nó cũng vậy thôi. Để cho chị hỏi Duy Anh một chút xíu. Duy Anh có bao giờ tự ti về hoàn cảnh của Duy Anh không? Nhà Duy Anh có điều kiện không? Không biết nữa mẹ. Duy Anh là rất tự ti về hoàn cảnh của mình. Bởi vì sao? Bởi vì giàu quá không biết tiêu tiền vào đâu cho hết. Không có đâu. Mẹ em kể là hồi đó nhà mà em không có được như bây giờ đâu. Là kiểu như là hồi đó ở dưới quê. Bây giờ giàu rồi đó. Bây giờ giàu lắm đó. Hồi đó ở dưới quê á thì nhà ngoại em còn là nhà lá nữa. Nên là không có cái gì hết á. Xong rồi từ ngày mới lên thành phố. Mà thành phố cũng chưa giàu đâu, cũng mới nha. Mà em ở đâu xíu à. Xong rồi mới về lại quê, xong rồi từ quê xong rồi lên lại thành phố. Xong rồi cố gắng làm ăn, cố gắng xong bây giờ mới được khá giả. Nhưng mà Duy Anh có bao giờ tự ti vì bất kỳ cái gì trên con người Duy Anh? Có chứ, em tự ti là vì em có một cái chiều cao rất là khiêm tốn. Đó là Duy Anh chưa cao thôi.
À, về cứ chịu khó uống sữa phun mỗi ngày đi, chắc chắn sẽ cao, bởi vì trong sữa phun có vitamin K2 giúp gắn kết các mạng canxi và xương và giúp mình cao hơn, đúng không? Ừ, nếu mà anh biết sữa phun sớm hơn thì anh đã không lùn như này. Chắc là không lùn như thế này. Duy Anh chắc cũng mới biết đến sữa phun trong một khoảng thời gian gần đây, là lý do là bởi vì Duy Anh cũng mới đóng phim thôi, đúng không? Đâu có, em đóng phun là từ cách đây 3-4 năm rồi. À, đó là lâu rồi em đóng, nhưng mà em có thường xuyên uống không? Dạ có chứ. Ồ, vậy thì chưa cao thôi. Không, Duy Anh mới có 12 tuổi mà. À, thì vẫn còn cao, đúng không? Anh nhớ là con trai phải đến 21 tuổi thì mới ngừng phát triển chiều cao, cho nên là Duy Anh cứ tự tin lên, đừng có tự ti quá. Hồi đó em còn như em cứ uống sữa cun đi, chắc chắn là sẽ cao thôi. Hồi đó mà... em còn như em coi được cái quảng cáo gì mà có cái cây nó ngã xong rồi ba còn cặn cây lên ném ra anh. Em cứ nói về em là mua sữa cun cho em uống. Ồ, còn giống như kiểu Bảo Ngọc á, Bảo Ngọc dạo gần đây thì cũng khá là cao. Sau khi mà uống sữa cun khá là nhiều thì Bảo Ngọc đã cao, nên là Duy Anh cũng như vậy nhá. Rồi tự ti về hoàn cảnh, ngày xưa chị rất là nghèo, nhà chị nghèo đến cái mức mà chị cái quần mặc đi học quá nhiều thôi. Rồi anh hiểu. Còn thùng đít. Nhà chị Thơ nghèo đến mức mà cái từ nghèo nó không, không được tả được cái mức độ nghèo, nghèo của chị là Thơ. Là nó nghèo, nó cái mức nghèo mà đi học mặc cái quần mà lủng đít không có cái tiền thay. Ờ, đáng thương, nó cứ cỡ độ nghèo mà các bạn không muốn ai chơi, không ai muốn chơi với mình luôn á. Vậy là Thơ hở mông. Không phải Thơ hở mông, nhưng mà lúc đầu thì chị nghĩ rằng là các bạn không muốn chơi với chị bởi vì chị nghèo. Nhưng thực ra không phải, do là bản thân chị nghèo cho nên là chị cứ gọi là thu hẹp lại. Thu hẹp không có chơi với ai, ai nhìn ai cũng nghĩ ồ chắc là người ta chê mình nghèo, mình không có đồ ăn mình mời người ta, mình toàn ăn kẽ người ta thôi, nên là người ta không thích chơi với mình đâu. Tự ti chứ, cái đấy là tự ti, đấy là một cái phản ứng rất là bình thường luôn. Nhưng mà thực ra xã hội này không có phân biệt giàu nghèo, mà chỉ phân biệt giữa người xấu và người tốt thôi. Mình nghèo nhưng mà mình cố gắng. Ngày hôm nay thì chị đã hết nghèo, đúng không? Mặc dù ngày xưa thì chị rất nghèo, nhưng ngày xưa thì Thơ nghèo bền vững, nhưng mà bây giờ thì chị ấy đã thoát nghèo. Không, thoát được thì đâu gọi là bền vững, nghèo xương xương thôi. Chứ bền vững là nghèo mười mấy năm là cũng bền vững lắm đấy. Nhưng mà cái vấn đề để thoát được nghèo thì chúng ta cần phải cố gắng. Đúng như thế. Thực sự là chị đã rất rất là cố gắng luôn. Chị cố gắng ngày đêm đến cái mức mà khi mà chị đi làm á, thì chị nghĩ rằng tại vì nhà chị nghèo hơn nhà người khác, cho nên nếu như mà người khác được ngủ 10 tiếng hoặc là 8 tiếng thì chị chỉ được ngủ 4 tiếng thôi. Bởi vì chị bảo là nếu như mà mình cũng làm bằng người khác, bằng thời gian người khác làm, thì mình sẽ cũng chỉ mãi mãi cũng chỉ nghèo thôi. Hoặc là ngay cả hồi xưa mà khi chị đi học, nghèo không có tiền đi học thêm. Thế là các bạn của chị đi học thêm xong rồi về nhà buổi tối thì ngủ. Nhưng mà chị đã học nguyên cả một đêm với lý do là ở các bạn được đi học thêm như vậy, mình không được đi học thêm, mình thiệt thòi hơn các bạn, nên là mình phải cố gắng học trong khi các bạn đang ngủ. Nếu như vậy thì mình mới đuổi kịp các bạn. Và đó, điều đáng mừng là chị đã xếp nhất lớp. Nguyên cả năm cấp 2 là lúc nào chị cũng xếp nhất lớp hết. Bởi vì chị đã cố gắng, khi mà các bạn ngủ thì mình cố gắng mình lôi sách vở ra mình học thêm. Đó, cố gắng nó thay đổi. Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mà người ta có thể chọn cách mình sống, chọn cách mình cố gắng. Có một cái trường hợp nữa đó chính là nghèo nhưng mà không nói dối rằng mình giàu. Ai? Huy. Huy trong phim đúng không? Huy nói, tại sao Huy nói dối về cái gia cảnh của Huy anh biết không? Tại vì Huy cũng có cái tâm lý là muốn sang chảnh, muốn đua đòi như bạn bè. Nhưng mà Huy không biết Huy làm thì là mẹ Huy rất là buồn. Tại vì cái cảnh mà Huy thấy mẹ mình bán bánh ché xong rồi có tất cả bạn bè mình ngay đó ngại. Rồi nói là cô này là cô hàng xóm, lúc đó là Huy chạy đi. Mà Huy không biết được là mẹ mình ngồi đó mẹ mình đã khóc như thế nào. Đúng rồi, nhưng mà mình cũng nên thông cảm cho Huy. Bởi vì cái việc đó nó xuất phát từ sự tự tin. Tại vì Huy tự ti cho nên là Huy muốn lấy lại cái sự tự tin của mình bằng cách nói dối. Nhưng mà thực ra là cái điều nói dối đó nó không làm cho Huy tự tin hơn đâu. Nó chỉ làm cho Huy cảm thấy là ăn năn. Cảm thấy trời ơi, mình nói dối như thế này mình lo sợ quá. Ồ, tại sao mà mình nói dối, mình sợ người ta phát hiện. Mỗi ngày đi học Huy đều cảm thấy là trời ơi, nhỡ đâu bạn mình phát hiện ra thì sao. Xong thế là Huy mới bắt đầu về nhà đòi mẹ mua đồng hồ, đòi này đòi kia, để cho mọi người che lấp đi cái sự dối trá của mình. Đó, xuất phát từ sự tự ti cho nên là muốn thay đổi, muốn không còn nói dối những điều đó nữa, thì Huy phải tự tin với hoàn cảnh. Ở tuy mình không có tốt về cái này, nhưng mà mình tốt về cái khác. Tuy mình nghèo, nhưng mà mình có cố gắng, mình học tập để sau này mình thoát nghèo. Mình phải đối diện với cái sự thật là như thế. Ví dụ như là mình xấu đi, mình là người xấu thì lúc đó mình nên tự ti và thay đổi bản thân. Còn nếu như mà mình nghèo
thì đâu phải là do lỗi của mình đâu. Đâu có ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mà sẽ chọn được cách mình cố gắng. Các em cũng hãy như chị nhé. Ngày xưa thì chị cũng rất là tự ti về hoàn cảnh, nhưng mà chị đã cố gắng để vượt lên hoàn cảnh đó. Nếu như mà bạn nào đang xem được cái clip mà chị nói chuyện như thế này này, thì chắc chắn là chị tin rằng các em đã may mắn hơn chị ngày xưa đấy. Bởi vì ít nhất là các em cũng được ngồi các em xem, còn chị ngày xưa á, nhà chị không có tivi, trong khi các bạn cùng trang lứa là có cái tivi để xem phim này nọ, còn chị còn phải đi nhặt ve chai. Nhưng cuộc đời sẽ thay đổi tùy vào sự cố gắng của mình. Đừng tự ti về hoàn cảnh nữa. Thay vì tự ti, hãy dồn tất cả năng lực của mình, 100% công suất của mình cho cái sự cố gắng, để tin rằng sau này tương lai tốt hơn sẽ đến với mình. Còn bây giờ, chị chúc các em thành công. Bye bye các em. Đam mê papa là gì? Ngày xưa đam mê papa là thành một người chiến sĩ. Trên môi.